Anh mới vừa sản xuất một cái loại là nước gel vệ sinh phụ nữ, mình có thể sử dụng hàng ngày, nó bảo vệ cho các bạn rất là tốt, tránh viêm nhiễm rồi cũng như là ngứa ngáy mà làm hồng se khít, mà đặc biệt hơn nữa là nó chiết xuất từ tinh chất nghệ và các dược liệu quý nha các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là nó không có hóa chất, hoàn toàn không có hóa chất nha các bạn, nó rất là an toàn, thậm chí là các bạn cũng có thể ăn được luôn á. Và cái này á mình có thể tắm luôn nha các bạn. Các bạn muốn đẹp da và nó giữ ẩm cũng như là trắng da thì các bạn nên sử dụng cái này, vừa tắm được mà vừa vệ sinh phụ nữ được luôn. Nhưng mà nó thì nó chuyên về về vệ sinh phụ nữ. Khi các bạn phụ nữ đó, thường mình đi những cái restroom hay những cái toilet công cộng đó, nó sẽ bay cái hơi hay là những cái gì đó rất là ô nhiễm lên trên vùng kính của mình thì mình sẽ cảm thấy nó không có được sạch sẽ đó. Đặc biệt là những người hay đi tỉnh hay là người hay ngồi xe xa đó thì nên sử dụng hàng ngày để nó làm hồng cũng như là nó se khít và nó làm cho vệ sinh cái vùng kính của mình. Và hơn nữa là nó có thể hỗ trợ điều trị viêm ngứa cho các bạn luôn nhé.